Người đời đều biết thần tiên tốt, nhưng trở thành thần tiên thật quá khó. Từ con người biến thành thần tiên khó lắm, nhưng cũng có những người sinh ra đã là thần tiên, như thần Đồ và Úc Lục. Hai huynh đệ họ ở trên núi Độ Sóc, con người thường dán hình vẽ của họ ở cửa để xua đuổi tà ma, bảo hộ bình an. Bọn họ chính là môn thần. Nhưng thần tiên cũng giống như con người, cũng phải đối diện với sự khó khăn to lớn, đó là sự thay đổi. Còn bao nhiêu nhà vẫn dán hình môn thần nào? Xin hãy giơ tay cho ta xem. Mẹ, Vũ Nhi, chào bà ngoại. Về nhà rồi thì đừng đi nữa. Ở thành phố loạn lắm, con người ở đó cũng không đáng tin. Hoành thánh của chú đây. Cảm ơn. Tiểu Anh về rồi à?
Đây là một tin tức thần giới buổi sáng. Sự phong bế và không quan tâm của nhân gian những năm nay với thần giới đã tạo nên khủng hoảng kinh tế thần giới, không hề có dấu hiệu cải thiện. Tỷ lệ thất nghiệp của thần tiên tăng cao. Thần tiên thất nghiệp trở nên vô gia cư, không còn nhà để về, khắp nơi nổ ra hoạt động biểu tình kháng nghị. Cục Quản lý Thần giới cho biết, vì để đối phó với khủng hoảng kinh tế lần này, thần giới cần phải có một sự đổi mới. Đài truyền hình Thiên Cung, chúng tôi đang ở lễ trao giải hàng năm cho nhân vật được yêu thích của thần giới. Thần đồ! Đại ca! Xem này, đèn khổng minh hôm qua lại bay lên rồi. Con người vẫn còn nhớ đến chúng ta. Úc Luật, họ chỉ thả cho vui thôi, không phải vì thần tiên chúng ta. Quả là bị nhột chỗ đó mà. Huynh làm gì vậy? Đây là âm thanh của nhân gian, để suýt nữa qua lại với nhân gian rồi. Đó là âm nhạc, là hợp nhạc đấy. Âm nhạc là của nhân gian, hợp nhạc cũng do con người tạo ra. Chuyện gì cũng phải cẩn thận mới đúng. Trước kia chúng ta thường đến nhân gian, sao lại chẳng có chuyện gì? Trước kia là trước kia, ở trên có quy định rồi, chúng ta phải làm theo. Đúng. Ông thổ địa, sao lại đến đây? Trước đây thần tiên bảo hộ con người thờ phụng thần tiên. Nhưng những năm gần đây, con người đã quên lãng thần giới. Thần giới cũng lập ra quy định này. Có nhiều chuyên gia nói chỉ cần thần tiên và con người trò chuyện hay có qua lại thì sẽ có tai nạn lớn. Hai huynh đệ quét dọn cũng sạch sẽ thật. Đại ca, ngày ngày chúng ta chui rút ở đây rốt cuộc để làm gì? Mặc kệ đi, tóm lại con người không cần chúng ta. Chúng ta nhận được mệnh lệnh phải trấn giữ nơi này, ở nguyên chỗ này đợi lệnh. Vị môn thần còn có giá trị gì? Giá trị bây giờ kinh tế ở thần giới đang khó khăn như thế, có việc làm là may lắm rồi. May ư? Chúng ta ngày nào cũng ở đây có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là công việc thôi, cần gì có ý nghĩa? Không có ý nghĩa thì chúng ta còn là môn thần ư? Nếu không phải thì chúng ta là ai? Đệ. Cơn gió thần nào thổi ông đến đây vào buổi sớm thế này, ta chuẩn bị cà phê cho ông nhé. Ngươi từng thấy ai uống cà phê trước khi ngủ chưa? Phải phải. Trời đang sáng nên tôi quên mất ông là dạ du thần chuyên đi tuần đêm. Chuyển phát nhanh này. Trên đó nói ông sẽ tuyên bố cho chúng tôi. Có mệnh lệnh mới cho các ngươi. Cục Quản lý Thiên Cung Thần lực Công dân số 108-105-103-104-116-099-10-497-115-101-114. Vì để thực hiện sự thay đổi mang tính chiến lược tăng cường quản lý, Cục Quản lý quyết định: 1. Nghiêm túc chấp hành điểm danh nhân viên do Dạ Du Thần toàn quyền phụ trách. Tốt, thần giới cũng đã hiện đại hóa bộ máy quản lý rồi. Sau này cứ đến nửa đêm mỗi tối, ta sẽ đến đây đúng giờ. Nửa đêm thì sao? Kinh tế kém như vậy, ta ngày nào cũng phải đi tuần đêm rồi, còn đi giao thư đây này. Nửa đêm đấy. 2. Để kiểm tra lại tư cách năng lực quản lý, chức vị môn thần sẽ được khảo sát dựa trên số tranh của hai người hiện tại còn được dán ở nhân gian. Nếu số lượng là không, lập tức cắt chức môn thần. Ở đó bây giờ có bao nhiêu nhà còn dán hình môn thần ở cửa? 1.000. 100. 1. Một ư? Gây cấn thật. Vẫn còn một chuyện nữa. Thư huấn luyện thần đồ Úc Luật. Phải rồi, lão thổ địa. Ông làm gì ở trên núi Đậu Sóc vậy? Không làm gì cả, chỉ ghé qua chơi thôi. Cũng tốt, đỡ công ta phải đến chỗ ông.
Lệnh cho thần đồ Úc Lục thổ địa phải một lần nữa tham gia tất cả các buổi huấn luyện nghiệp vụ. Lão thổ địa, thì ra ông cũng gặp nguy hiểm. Lần nữa tiếp nhận huấn luyện. Cục quản lý thần giới của chúng ta đối với nhân viên lâu năm quả là nhân nghĩa. Đi thôi. Chúng ta lâu lắm rồi không đến thiên cung. Thiên cung là ngươi muốn đến là đến rồi. Thiên cung. Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngươi xem, tuy rằng chúng ta sống nhờ cung phụng của nhân gian, nhưng bất kể nhân gian thay đổi triều đại ra sao, Lăng Tiêu Bảo Điện qua mỗi triều đại lại được xây thêm từng tầng, càng ngày càng rộng lớn. Huấn luyện cho tốt nhé. Cho qua. Xin lỗi. Cho qua. Thiết quản lý, xin lỗi. Bác Tiên đến đây cả rồi sao? Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử, lâu rồi không gặp, luyện kèn đến đâu rồi? Ta thấy nhân gian càng lúc càng xa rời thần giới, để họ đi đi. Vậy thì không được, rời khỏi nhân gian thì đâu còn thần giới nữa. Nhân gian cũng chẳng còn dùng nến nữa rồi, nhà nhà đều có điện. Nông dân cũng sống trong những căn nhà chung cư. Còn có ai cung phụng thổ địa ta đây? Ai biết đây là thời đại gì nào? Tôi. Đây là thời đại rất tốt, thời đại của cách mạng. Thay đổi rất đau khổ, nhưng thay đổi không đáng sợ. Chúng ta phải học tập để trở thành một vị thần ưu tú. Học được cách thay đổi, tận hưởng sự thay đổi, yêu thích sự thay đổi, đón nhận sự thay đổi. Nào, cùng lấy chút năng lượng tích cực nào, chúng ta hãy cùng hô vang. Tôi yêu sự thay đổi. Nào, tôi yêu sự thay đổi. Đón nhận sự thay đổi, học được cách thay đổi, tận hưởng sự thay đổi. Tốt. Bất kể trước kia các vị có bao nhiêu công lao, đều vô dụng cả rồi. Bắt đầu từ bây giờ, nghe theo sự chỉ huy của ta, phối hợp cùng nhau, các vị sẽ có cơ hội tiếp tục làm thần tiên. Nếu không, chỉ có một kết cục: sa thải. Tiếp theo, chúng ta sẽ mời vị thần đã chuyển mình thành công, thần tài, sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Cảm ơn. Trước kia tôi nghĩ thần phải uy nghiêm, phải có chút xa cách. Tôi đã sai. Thời đại thay đổi rồi, làm sao để người ta tiếp tục tin vào thần tài tôi đây? Thần tiên không thể qua lại với con người, nhưng phải nắm được mọi động thái của con người. Tóm lại chính là: nhân loại mang tất, ta cũng mang tất. Nhân loại mặc đồ Tây, ta cũng mặc đồ Tây. Nhân loại đi tập aerobic, ta cũng đi tập. Vỗ tay. Nào nào, học tập thần tài nào. Giải phóng cơ thể, từ bỏ tự tôn. Chúng ta cùng nhau nhảy aerobic nào. Một vị thần tiên tốt đến được buổi huấn luyện, lập tức có thể phát hiện càng nhiều khả năng của bản thân. Hai vị thần tiên tốt đến được buổi huấn luyện, lập tức có thể nắm chắc được nhiều cơ hội trở nên xuất sắc hơn.
ba vị thần tiên tốt đến được buổi huấn luyện, lập tức có thể có được nhiều cương vị việc làm tốt hơn. Bốn vị thần tiên tốt đến được buổi huấn luyện. Thẳng chân ra, tay nữa đứng cho vững. Úc Luật, không ngờ lại gặp Huynh ở đây. Đúng là không ngờ, Huynh vẫn như trước đây, chẳng thay đổi gì cả. Cự Linh Thần, hai vị thần tiên tốt đến được buổi huấn luyện, lập tức có thể nắm chắc được nhiều cơ hội trở nên xuất sắc hơn. Nào Huynh đệ, Úc Luật, Huynh cũng đến huấn luyện sao? Thả ta ra. Huynh đệ hai người còn có việc làm, thả ra. Ta vừa bị điều đi làm việc mới, còn không biết là làm gì đây. Nhẫn nhịn đi. Mọi người có biểu hiện rất tốt, chúng tôi sẽ có bản báo cáo công việc của công việc nhanh chóng thôi. Chức vị hiện tại không còn cần thiết, chúng tôi sẽ sắp xếp công việc mới. Nhưng cũng có những người biểu hiện không mấy tốt, ví dụ như... ông, ta, lão thổ địa. Những động tác aerobic vừa rồi của ông thật quá gượng gạo. Ông không muốn thay đổi sao? Thay đổi gì đây? Đến tuổi này của ta chỉ muốn làm thổ địa thôi. Quá cố chấp, hết cách rồi. Lão thổ địa, ta đành phải phê bình ông thôi. Ông từ chức đi. Từ chức? Thổ địa, ông bị sa thải. Ta sẽ thu hồi mọi vật dụng làm việc của thần giới. Vật dụng làm việc? Chẳng có công cụ vật dụng làm việc nào cả. Năm đó sau khi ta thăng thiên, chỉ cho ta bộ quần này thôi. Vậy ư? Vậy cũng phải thu hồi. Đi thôi. Lúc mới thăng thiên, họ nói ta trở thành thần tiên trường sinh bất lão. Bây giờ không phải là thổ địa nữa, còn coi là thần tiên ư? Không phải là thần tiên, trường sinh bất lão còn có ý nghĩa gì? Thật không ngờ lại có thể nhìn thấy nó ở đây. Thổ địa, đây là gì vậy? Một câu chuyện đã bị lãng quên. Câu chuyện gì? Câu chuyện giữa người và thần. Niên. Nhìn những bức vẽ này xem. Niên là quái thú thượng cổ, uy lực vô song, biến hóa khôn lường. Mỗi lần xuất hiện đều trời long đất lở, khiến thần giới và nhân gian đại loạn. Thái thượng lão quân thi triển pháp luật phi phàm, khó khăn lắm mới thu phục được Niên, lo sợ nó sẽ lại ra ngoài gây họa. Đã thêm ba đạo phong ấn, phong bế nó lại. Nhưng Niên bị phong bế rồi, thiên hạ thái bình, thời gian quá lâu, nhân gian đã không còn nhớ đến lợi ích chúng ta mang lại nữa. Thì ra là vậy. Chúng ta đi thả Niên ra đi. Tại sao? Nếu thiên hạ đại loạn, nhân gian sẽ lại cần đến sự bảo hộ của chúng ta. Vậy nhân gian mới biết được tầm quan trọng của chúng ta. Đúng đúng, chúng ta đi mở ba đạo phong ấn đó thả Niên ra. Nhưng mà Úc Luật, chúng ta chỉ là những môn thần nhỏ bé, làm gì có pháp luật như Thái Thượng Lão Quân. Nếu Niên mà ra ngoài sẽ loạn mất. Thổ địa, ba đạo phong ấn nằm ở đâu?
Muốn đi thì đi đi, đều ở nhân gian cả. Nhân gian ở gần một thị trấn nhỏ. Cầm lấy chiếc lá này, nó sẽ dẫn ngươi tìm thấy chúng. Tìm thấy rồi thì sao? Tìm thấy rồi ngươi sẽ tự nhiên biết được làm sao để mở. Lão thổ địa, trước kia ông là con người. Con người rốt cuộc như thế nào? Con người rất yếu ớt, sinh lão bệnh tử, rất thiếu sự nhẫn nại. Có điều cũng vì thiếu sự nhẫn nại, họ luôn tạo ra những điều mới mẻ, những thứ thú vị. Cũng có khi ta rất nhớ nhân gian. Thật ra kinh tế thần giới sa sút cũng là một cơ hội để thay đổi. Đúng vậy. Đây chẳng phải là thổ địa sao? Đến quần áo còn chẳng còn. Bị đuổi rồi hả? Đuổi là đúng. Đến lúc thời đại thần tiên mới như chúng ta lên ngôi rồi. Chính xác. Tiểu Anh, chào buổi sáng. Vũ Nhi, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, hôm nay bác muốn hoành thánh loại nào? Bác muốn, ông nội ơi, không ăn hoành thánh đâu. Hoành thánh của nhà họ chỉ có một mùi vị thế thôi. Cháu muốn loại mới cơ. Hoành thánh của bà đây ạ. Cảm ơn cháu. Hãy thử thực đơn hoàn toàn mới của chúng tôi. Cơm thịt bò hoa tuyết cao cấp. Mua hai phần tặng một món đồ chơi. Mời vào, mời vào. Anh ơi, phiền anh dời vị trí xe của anh được không? Âm thanh ồn quá, ảnh hưởng đến khách chỗ tôi ăn uống. Anh à, làm ơn nhé. Anh ơi, nhìn cửa hàng bé tẹo này của cô sắp đóng cửa rồi đúng không? Còn bảo ảnh hưởng làm ăn gì nữa? Mọi cái cửa hàng bé tẹo này thôi, xe của bọn này để nhẹ một cái cũng đủ sập rồi. Các người, sao hả? Lại đây, bỏ đi, bỏ đi. Có nhìn thấy chưa? Ra tay thật kìa. Được, coi như anh giỏi. Đi ngay đây. Này cô em, một mình cô em chăm sóc cửa hàng này vất vả lắm. Em cần có một người chăm sóc em. Cảm ơn, một mình tôi vẫn rất ổn. Chuyện làm ăn không mấy tốt đúng không? Cửa hàng này của em chỉ bán hoành thánh trong tiếng bé tẹo. 7 chiếc bàn, một ngày khách cũng chẳng ngồi đầy 7 chiếc. Trừ đi tiền nước, tiền điện, nguyên liệu. Vậy là mỗi ngày đều âm tiền rồi. Nghe nói nồi canh này cả 100 năm nay chưa từng tắt lửa. Tốt. Đúng là quá tốt. Nhưng bây giờ đã là thời đại gì rồi? Cửa hàng này thiếu điều gì? Khoa học công nghệ. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Tôi cũng đã nhắc em mấy lần rồi. Thân càng thêm thân đi thôi. Em gả cho tôi, cửa hàng này cũng chuyển giao cho tôi. Hai chúng ta hợp lại, em không cần phải lo cho cửa hàng hoành thánh này nữa. Cửa hàng của tôi sẽ có diện tích gấp đôi. Chúng ta sẽ trở thành cửa hàng lớn nhất trấn này. Chú Hồ, ăn hoành thánh đi ạ. À, Vũ Nhi đúng là ngoan ngoãn. Em suy nghĩ đi nhé.
Đại ca, vở kịch này bọn em diễn có tốt không? Đi lấy nước cho tao, nhanh lên. Nhanh lên. Đại ca, nước đây. Tao đã nói bọn mày phải làm giống như trùm của cả khu này. Xem bộ dạng bọn mày kìa. Từ thành phố đến à? Ai mà thèm? Ai mà thèm? Mẹ ơi, chúng ta về được không? Con không thích chỗ này. Vũ Nhi, chúng ta không về thành phố được đâu. Cửa hàng này là bà ngoại để lại cho chúng ta. Chúng ta phải ở đây trông nom nó. Trên tường có nhiều chân dung như vậy, con sợ lắm. Vũ Nhi, họ đều là bà ngoại của con. Bà cố cố của con. Vậy họ sống cùng với chúng ta ở đây ư? Nơi này là nhà của con, nhà của mẹ, cũng là nhà của họ. Là nhà của họ, nhà của mẹ, không phải nhà của con. Chỗ này chẳng có gì cả, con không muốn ở chỗ này. Vũ Nhi, thật không ngờ Dạ Du Thần đúng thật nửa đêm là đến kiểm tra, làm chút món ăn khuya cho tỉnh dậy. Ca ca, chúng ta đến nhân gian tìm Miên đi. Đó chỉ là một câu chuyện thôi, để đừng nghiêm túc quá như thế. Huynh không muốn tiếp tục làm môn thần sao? Chúng ta đều là những nhân viên lâu năm, cấp trên sẽ có sắp xếp thôi. Phải tin tưởng vào tài đức của Ngọc Hoàng Đại Đế. Để nhìn số bột này xem, cho vào trong khuôn vuông thì sẽ là hình vuông, cho vào chén thì sẽ ra hình tròn. Bất kể là tròn hay vuông, bánh vẫn luôn ngọt và dẻo như thế. Chúng ta phải giống như bánh này đấy, người anh em. Kiểm tra, kiểm tra. Đứng yên. Quản lý bản thân rất tốt. Chuyển phát nhanh của các người đây. Chức vụ hiện tại môn thần, mức độ khả năng tồn tại của chức vị môn thần hiện tại cực thấp. Úc Lục, chúng ta sắp không còn việc làm rồi. Có điều, có lẽ chắc sẽ được sắp xếp việc mới. Còn có vị trí nào khác không nhỉ? Nhà xí, thần nhà xí. Con người thì không thể không đi nhà xí được. Ai phụ trách nhà xí? Tam cô. Ba tỷ muội Dân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Ba tỷ muội, ba người nữ sao? Vậy thì không được. Còn có gì khác nữa nhỉ? Cửa sổ, sàn nhà, trần nhà. Úc Lục, đệ làm gì vậy? Đệ phải đến nhân gian mở những phong ấn đó ra. Đệ phải xem rốt cuộc Niên có bộ dạng như thế nào. Đệ điên rồi. Úc Lục, đừng manh động. Nhịn đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Dựa vào đâu cứ phải nhịn? Úc Lục mới vận động thể dục xong, giờ đã đi tắm rồi. Hả?
Đi thông thả, thông thả nhé. Anh cũng sống ở đây sao? Cũng coi như sống ở đây. Hình như em đã gặp anh ở đâu rồi thì phải. Ta bảo hộ nhân gian. Anh là bảo vệ à? Cũng giống vậy. Có điều nhân gian hình như không thích sự bảo hộ của ta. Em thích. Muội giữ lấy, nó có thể bảo vệ muội. Quy định gì chứ? Nói chuyện với con người rồi đấy. Có thấy trời sập đâu. Ta đã dứt bỏ hết mọi thứ rồi. Vậy thì đã sao? Anh đi đâu vậy? Vũ Nhi, thank you.
khách từ phương xa đến đây là có chuyện gì? Cử linh thần. Lần này từ từ thôi nhé. Thần tiên tuyệt đỉnh nhất là ai? Quan Công. Múa đại đao ta cũng biết. Quan trọng là ông ấy biết đọc luận ngữ. Ông ấy có văn hóa. Đây là thứ ta mượn từ chỗ ông ấy. Cự linh thần huynh ở đây làm gì vậy? Ở đây canh chừng cho một đạo phong ấn. Cũng chẳng biết nó là gì nữa. Phong ấn này phong bế niên. Thật không? Niên? Đó là gì vậy? Úc Luật, đệ đến đây làm gì vậy? Đến phá giải phong ấn này. Quá tốt rồi, đệ phá giải nó rồi thì ta không cần ở đây canh gác nữa. Ta chán lắm rồi. Ai phái đệ đến? Không ai cả, tự ta đến thôi. Một mình đệ? Một mình đệ tự ý đến nhân gian ư? Hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Chẳng sao cả. Đệ nhất định phải làm chuyện này sao? Bắt buộc phải làm. Phải làm sao đây? Có câu tứ hải giao huynh đệ. Phải làm sao đây? Không được, huynh đệ cũng phải đánh. Ta quả là mạnh mà, đến cả đá cũng dở rồi. Có câu không ở trường hợp đó thì đừng hỏi. Vũ Nhi, không có nước. Chúng ta đã trả tiền nước chưa? Trả rồi. Vốn phải trả tiền nước và tiền điện thoại chung, nhưng không đủ tiền nên con trả tiền nước trước. Con đi học đây.
Lạ thật, sao lại không có nước nhỉ? Tiểu Anh, không có nước à? Chỗ của tôi cũng không có nước. Thị trấn này thật là, tôi phải đi khiếu nại với họ mới được. Chỗ em không trữ nước à? Vậy phải làm sao? Không có nước thì hôm nay sao buôn bán đây? Đúng vậy, chắc tôi phải ra suối lấy nước. Suối cũng cạn nước rồi. Vô cùng kỳ lạ. Sáng nay vừa thức dậy đã nghe mọi người bàn tán về con suối khô cạn. Trong một đêm thì đã cạn khô. Vậy sao? Phải làm sao đây? Công ty cấp nước nói qua vài ngày nữa mới sửa được. Chỗ tôi có một bồn chứa, cứ trữ ít nước. Tôi đưa em một ít có được không? Sao mà vậy được? Hôm nay tôi sẽ không buôn bán vậy. Vậy thì không được. Danh tiếng 100 năm của cửa hàng này, sao nói không mở là không mở được. Tôi sẽ mang nước qua ngay. Nhanh lên nào, lấy nước nào. Được, vậy cảm ơn anh nhé. Tránh ra. Nước qua đây. Có nước rồi, cảm ơn anh. Ông dùng thông thả. Cảm ơn nhé. Có nhìn đường không vậy? Tránh ra. Người gì vậy chứ? Tôi đến trước mà. Làm gì vậy? Nhanh lên đi, sắp không chịu được rồi. Có người nói chỗ cô bán thức ăn không hợp vệ sinh. Có rất nhiều khách ăn xong bị đau bụng. Tiệm chúng tôi trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Trông thì có vẻ chỗ này cũng khá sạch sẽ. Có lẽ nguyên liệu có vấn đề gì đó. Không có. Đều là những nguyên liệu đã dùng trước giờ. Đều không sao cả mà. Người trình báo nói chiếc nồi này của cô đã đốt được 100 năm rồi, không được vệ sinh. Đây là món tổ truyền của chúng tôi. Là mùi vị tổ truyền, trước giờ chưa từng tắt lửa. Không thể không vệ sinh được. Không tìm ra nguyên nhân được sao? Xem ra vấn đề chỉ có thể xuất phát từ nồi canh này thôi. Cô có thể bỏ nó đi không? Tuyệt đối không được. Không giữ được nó rồi. Thần đồ, hỏng rồi. Đều do Úc Lục gây ra cả. Để phá giải phong ấn nơi ta trấn giữ rồi. Phong ấn. Ta đến nói với huynh một tiếng. Ta phải biến mất một thời gian tránh chuyện thị phi. Phong ấn bị giải trừ rồi. Đúng rồi, huynh cũng phải cẩn thận đấy. Cự linh thần. Chuyện gì vậy?
Anh là khách của chúng tôi sao? Tuyệt, bộ trang phục hoàn hảo cho Halloween. Mẹ, quý khách, thật xin lỗi. Mẹ ơi, nhìn kìa, hôm nay chúng tôi không mở cửa. Mẹ, hôm nay là Halloween, chúng ta ra ngoài chơi đi. Không muốn đi. Mẹ à, đi đi mà. Ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Từ khi chúng ta đến đây, chưa từng đi đâu cả. Con rất muốn đi. Mẹ nhìn xem, anh này đã mặc trang phục Halloween rồi này. Đi thôi, đi thôi. Được rồi. Vậy chúng ta mặc gì đây? Cái gì? Từ từ thôi. Cuộc thi nhảy, hôm nay xin mời tất cả mọi người tham gia thi tài. Xem hôm nay, ai sẽ là vua và hoàng hậu của đêm hội Halloween nào? Đội nhảy tuyệt nhất đêm nay, đúng vậy, chính là các bạn. Xin hãy phát biểu đôi lời. Nói đi. Rất tốt, rất tốt, mọi người vỗ tay nào. Đóng cửa thì đóng cửa đi. Thêm một ly nữa. Hỏng rồi. Hmm?
Ông đến rồi à? Tạm biệt, làm việc tiếp đi ạ. Vũ Nhi, nghe điện thoại đi con. Xin chào, đây là công ty điện lực. Hóa đơn của quý khách đã quá hạn thanh toán. Khoan đợi đã. Tối nay ta có hẹn, sẽ không đến điểm danh đâu. Vậy sao? Hiếm có, hiếm có. Vậy ông cứ đi đến buổi hẹn. Hai huynh đệ ngươi ngoan ngoãn ở đây, đừng có lén dở trò. Đương nhiên rồi, cứ yên tâm, đi thong thả. Đến rồi. Là anh à? Anh muốn nói gì vậy? Em còn có chuyện gấp. Đi với em. Cục vệ sinh. Tôi nhớ bộ trang phục này của anh tuyệt thật đấy. Đắp tuyết, thật đúng là sáng tạo. Có lẽ tôi cũng có thể lấy trang phục của tôi ra dùng thử. Chính là trang phục gà trống hôm đó tôi mặc. Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến cửa tiệm của các người xem thử. Nếu tình hình vệ sinh tốt cả, chúng ta sẽ xem như chuyện tạm đóng cửa tiệm chưa từng xảy ra. Yeah.
Mẹ ơi, chúng ta mau làm vệ sinh thôi. Nhân viên kiểm tra vệ sinh lát nữa sẽ đến. Vậy sao? Lâu vậy rồi mà không thay quần áo à? Bẩn vậy sao? Mau qua đây thay quần áo đi. Thay quần áo rồi, trông khá lên nhiều đấy. Đây này. Đây là gì? Đó là tranh dán năm mới của bà ngoại. Tranh dán năm mới. Trên tranh vẽ gì vậy mẹ? Môn thần đấy. Môn thần làm gì vậy? Môn thần bảo vệ nhà cửa. Lúc sang năm mới dán tranh lên cửa, có sự bảo hộ của môn thần, nhà nhà đều bình an. Môn thần lợi hại như vậy ư? Cũng không tệ. Được. Vậy bắt đầu buôn bán lại đi. Dán. Đợi mà xem. Xin chào, xin chào quý khách. Đây là hoành thánh của bác. Dần dần sẽ có ngay đây ạ. Xin chào quý khách. Ta nói chuyện với con người rồi. Trời đất không có sập. Vũ Nhi, ta đi trước đây. Em biết anh là môn thần. Muội, làm sao muội biết vậy? Anh ấy cũng là môn thần. Đúng đúng, ta cần phải tìm nó gấp. Có chuyện gấp. Muội có biết hắn đang ở đâu không?
Nơi đây là cấm địa, ngươi là thần thánh phương nào mà đến đây làm loạn? Huynh là Úc Lục. Sao lại là cô? Ta ở đây canh giữ phong ấn. Cô chẳng phải là hoa tiên sao? Hoa của nhân gian bây giờ đều được nuôi bằng công nghệ máy móc trong nhà kính, không cần hoa tiên trông nom nữa. Huynh sao lại trở thành như thế này? Ta đã giải trừ một phong ấn. Phong ấn? Đúng, một phong ấn khác. Sao huynh lại phải giải trừ nó? Sao cô lại phải trông giữ nó? Ta không biết. Thiên đạo thần bí, không cần ta biết. Ta cũng chẳng cần biết. Nhưng ta biết. Ta cũng biết ta phải giải trừ nó. Úc Luật, huynh vẫn luôn cố chấp như thế. Lần đó huynh đã ở dưới gốc cây đợi ta 7 ngày 7 đêm đúng không? Huynh có biết lý do vì sao ta không đến không? Tại sao? Bởi vì huynh ích kỷ. Thiên giới có nhiều thần tiên như thế, sao huynh lại cứ phải là môn thần? Sao lại không thể giống những thần tiên khác tìm một chức vị có tiền đồ hơn chứ? Ta không muốn mãi mãi ở bên cạnh một môn thần nhỏ bé. Ta thích là một môn thần. Ở kia kìa. Úc Lục, đừng làm môn thần nữa được không? Úc Lục, cẩn thận. Úc Lục. Úc Lục. Ca ca, đã giải trừ hai đạo phong ấn rồi. Niên sẽ lại xuất thế nhanh thôi. Sao đại lại biến bản thân mình ra nông nỗi này? Đây là cái giá buộc phải trả. Cái giá? Để xem, đây cũng là cái giá phải trả. Chuyện này cũng nhất định phải như thế sao? Vũ Nhi, nói cho hắn biết đi. Lần trước lúc phong ấn kia bị giải trừ đã xảy ra chuyện gì? Nước bị cắt, con suối thì khô cạn, chẳng ai có nước dùng cả. Tiệm ăn nhà họ suýt chút gì đệ mà bị đóng cửa. Đệ có biết đệ đã ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Đệ biết chuyện này nguy hiểm ra sao không? Xin lỗi ca ca. Úc Lục. Thank you.
Anh làm gì vậy? Muội cầm món đồ này quá nguy hiểm, trả cho em. Lần sau lúc đệ ấy mở phong ấn, món đồ này sẽ dẫn ta đến chỗ đó và ngăn cản đệ ấy. Trả cho em, để vô trách nhiệm, để ích kỷ. Em mặc kệ, trả cho em. Ta không thể đưa cho muội. Thần đồ. Ông nội, khi nào thì cửa hàng bên cạnh mở lại? Chỗ này tốt mà, vừa tốt cho sức khỏe lại vệ sinh. Cháu không thích. Vũ Nhi. Dạ. Cho thêm bát canh. Dân xin đợi một lát. Hoàng thánh của ông đây ạ. Ông nội, đây là gì vậy? Không biết nữa, màu hồng này. Ông đã ăn hoàng thánh nhà họ mười mấy năm chưa từng thấy. Ông nội, hoành thánh ngày hôm nay ngon thật đấy. Cháu muốn ăn thêm. Ngon. Tiểu Anh, hoành thánh ngày hôm nay mùi thơm nước mũi, vị ngọt vô cùng, mùi vị nồng đậm. Ngon lắm, cho thêm hai bát nữa. Tôi cũng muốn thêm bát nữa, cho bát nữa. Cho tôi thêm bát nữa, dân. Vũ Nhi, canh hoành thánh hoa mơ này thật là tốt. Mẹ ơi, nhưng mà lo lắng vấn đề vệ sinh hả? Không sao đâu, hoa mơ sạch vậy mà. Các vị khách đến ăn nhưng đâu có bị gì. Không phải, chúng ta đã dùng hết cánh hoa mơ rồi. Cây hoa mơ ở bên ngoài thị trấn còn rất nhiều, không sao đâu. Cây hoa mơ ở ngoài kia không còn cánh hoa nào nữa. Không còn hoa mơ nữa, sao vậy? Không còn hoa mơ thì vẫn còn những loại hoa khác. Không còn hoa nào khác thì vẫn còn những nguyên liệu khác. Mẹ, mẹ muốn thay đổi công thức tổ truyền sao? Đúng vậy. Nhưng mẹ vẫn luôn nói canh này là của bà cố cố truyền lại đời này sang đời khác, 100 năm qua chưa từng thay đổi.
Thế gian thay đổi rồi, khẩu vị cũng đã thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi. Được. Một bát hoành thánh. Vũ Nhi mau giúp mẹ nào. Dân Vũ Nhi cho thêm bát nữa. Dân xin đợi một lát. Thơm quá đi mất. Vũ Nhi, hoành thánh này càng lúc càng thơm đấy. Cảm ơn ạ. Đi đi, đi trước đi. Hoành thánh hôm nay ngon thật, muốn ăn thêm nữa quá. Thơm thật. Vũ Nhi, đây là gì vậy? Đây là tranh dán năm mới tặng các cậu đấy. Tranh dán năm mới dùng thế nào? Mình cũng muốn. Tranh dán năm mới dùng để làm gì? Vũ Nhi, cậu đến nhà mình chơi đi, chúng ta cùng đi hái măng. Được. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Mừng năm mới. Mừng năm mới nhé. Cảm ơn. Vũ Nhi qua đây nào. Cảm ơn ông ạ. Khuyến mãi đây. Thực đơn hoàn toàn mới đây. Nào nào, mấy tên này làm việc tử tế cho tao. Đúng vậy, những thứ này chính là về cậu. Ngươi là ai? Một người phàm. Người phàm làm sao nhận ra ta? Đương nhiên là nhận ra. Tất cả những thứ này, mỗi một bản vẽ đều là do tôi vẽ. Mỗi một bức tượng đều do chính tay tôi khắc. Chúng đều là về cậu. Ông là ai? Tôi chỉ là một con người thôi. Người phàm của thế gian. Một người phàm sao lại có thể biết nhiều chuyện như thế? Thần tiên nếu không phải biến từ người phàm thành, thì cũng là biến từ tấm lòng của con người mà thành. Con người biết chuyện của thần tiên còn rõ hơn cả bản thân thần tiên nữa. Những bức tượng này đều là ta. Công thức mới của họ làm thế nào vậy? Lấy hết tất cả những nguyên liệu này, mang về từ từ nghiên cứu. Món canh 100 năm ư? Tôi sẽ cho các người đi đời hết. Trong cơn mưa nước canh hoành thấm. Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Ông là đồ xấu xa. Ừ.
Ta là môn thần, ta phải bảo hộ nhân gian, bảo vệ Vũ Nhi. Ta phải ngăn Úc Luật lại. Chuẩn bị xong rồi. Xong rồi. Đây là y phục của ta, cảm ơn. Ông tìm thấy nó đâu vậy? Thật ngại quá, cảm ơn nhé. Y phục của ngươi? Vậy chứ ngươi đang mặc gì đấy? Cả hai đều là của ngươi ư? Ngươi lừa ta. Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi, dám lừa ta. Rốt cuộc Úc Luật đã đi đâu? Ngươi bao che cho hắn bao lâu rồi? Ngươi chỉ là một môn thần nhỏ bé, ta sẽ báo lên trên, sẽ khiến cho cả hai bị đuổi diệt. Cho dù nhân gian gián tranh của các người 10.000 tấm đi nữa cũng vô ích, đuổi diệt. Đuổi diệt thì đuổi diệt, tôi làm phản đây. Cái cửa đó đâu rồi? Cánh cửa đó đâu mất rồi? Món canh 100 năm, cổ truyền thì hay ho lắm mà. Không có cái mới thì làm sao có cái cũ? Mau nói cho tao biết công thức mới đi. Không nói. Rồi sẽ nói thôi. Không nói. Nhất định sẽ nói. Tôi sẽ không nói đâu. Đương nhiên là mày sẽ phải nói. Thần đồ. Chết tiệt, sao lại là cái gã này nữa? Đại môn thần. Em biết là anh sẽ đến cứu em mà. Đương nhiên, ta là môn thần mà. Ta bảo vệ muội. Úc Luật. Đạo phong ấn thứ ba ở đâu? Đúng. Đạo phong ấn thứ ba. Mở được nó rồi, cậu có thể khiến niên xuất thế. Ông không sợ? Chuyện thiên hạ tan rồi hợp, hợp rồi lại tan. Cho dù niên không ra ngoài, cũng sẽ có thứ khác ra ngoài mà thôi. Nếu đã là vậy, tại sao nhân gian thần giới lại sợ hãi chuyện niên xuất hiện đến thế? Bất kể là người hay thần, đối diện với sự thay đổi cần có dũng khí. Thần tiên có thần lực, nhưng không có nhiều dũng khí. Cậu vẫn muốn giải trừ phong ấn chứ? Đúng vậy. Phong ấn đó đang ở đây. Phong ấn đâu? Phải rồi, phong ấn đâu? Còn nữa không? Còn nữa không?
Bỏ đi, cậu quay về đi. Thần tiên cũng không biết bản thân từ đâu mà đến, nên đi đâu, là thật hay là hư vô, thì huống gì con người. Đừng giải trừ phong ấn nữa. Cho dù đệ không nghĩ cho thần giới, ta cũng mặc kệ. Nhưng hãy nghĩ cho nhân gian, nghĩ đến Vũ Nhi. Họ cần có một cuộc sống bình an. Phong ấn cuối cùng này không giải trừ nữa. Nếu cả thần và người đều là hư ảo, ta sao có thể vì một chút hư ảo của bản thân mà khiến cho nhân loại chúng sinh chịu khổ được? Úc Luật, kiếm của đệ. Giải trừ rồi. Bầu trời làm sao vậy? Đây là vật anh tặng cho em. Bảo vệ anh. Vũ Nhi, Úc Luật. Núi Đổ Sóc, nhà của chúng ta. Vũ Nhi. Cái tên này, người dám đánh ta này,
Đừng cứu mạng. Mẹ, Vũ Nhi đừng sợ. Mẹ ơi, nó sợ pháo. Mọi người mau ra đi, nó sợ pháo. Út Lục, thì là chúng ta vẫn luôn canh giữ Niên. Đến đây, đánh chết ta đi. Con quái vật này, nó là đệ. Trái tim con người tạo ra thần tiên.
Trái tim đệ lại tạo ra quái vật. Tai họa này không Út Luật, nó không phải là đệ, nó là tai họa. Chúng ta là môn thần diệt trừ tai họa, bảo hộ bình an. Bất kể ta đã làm gì, ta là môn thần, ta vẫn là ta. Út Luật, để nhìn kìa. Đồ. Nhanh lên. Ah!
Làng khói lúc nãy là sao? Ngọn núi từ trên trời đó là gì vậy? Không biết nữa, thật là kỳ lạ, thật phản khoa học. Chắc không phải chúng ta đều hoa mắt cả rồi chứ? Hội chứng ảo giác cộng đồng, ảo giác toàn thành phố sao? Lúc nãy rõ ràng tôi thấy tranh dán đầu năm sống dậy thật đấy. Không thể nào. Mặc kệ thế nào, về nhà tôi cũng dán tranh dán năm mới. Út Luật, cục quản lý thần giới quyết định phục hồi hết mọi chức vụ như cũ. Tất cả các khóa huấn luyện sẽ bị tạm dừng. Tại sao vậy? Ta nghe nói Niên lại xuất hiện rồi. Lần này chắc là họ biết tập quan trọng của chúng ta rồi. Giả vũ thần, ông đưa họ đi đâu vậy? Hai người họ đều nói là không nhớ phong ấn được giải trừ như thế nào. Ta dẫn họ đến chỗ của Dương Mẫu Nương Nương để xem có thể dùng phép thuật gì để phục hồi trí nhớ cho họ không. Vậy thần đồ Út Luật thì sao? Đưa họ đi xong, tôi sẽ đến chỗ thần đồ Út Luật. Dạ du thần, ông học rộng biết nhiều. Niên làm sao mà sổng ra được vậy? Làm sao mà ta biết? Nếu có ai đó biết Niên ra ngoài mà không làm gì cả, cũng không ngăn cản, vậy phải chịu trách nhiệm lớn nhường nào chứ? Còn về bọn ta, không trong chừng Niên nữa, bọn ta mở một quán ăn nhỏ trên thần giới. Thổ địa, ông làm việc ở chỗ họ vẫn ổn chứ? Tốt lắm. Út Luật,我们是神和仙，飞翔在千里高处。哇啊！